nét từng nét chữ luôn. Và khi đến cái đầu cút kia, chúng ta có thể nhìn thấy từng cái chấm ở trên cái cút kia cực kỳ rõ ràng, màu sắc nên rất là tốt, đọc được từng chữ luôn. Chào mừng quý bạn và quý vị đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng chuyên cung cấp những cái mặt hàng về những cái thiết bị quang học cũng như những thiết bị điện tử đến từ những hãng nổi tiếng trên thế giới. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm siêu to khổng lồ ở bên mình, đó chính là một chiếc camera nội soi công nghiệp trong đường ống nhá, chuyên phục vụ cho những cái mục đích ví dụ như là nội soi những cái đường ống khí ga, nội soi những cái đường ống dẫn dầu, rồi là những cái cấp thoát nước, nói chung là tất cả những cái đường ống công nghiệp nào mà chúng ta cần kiểm tra những cái vết hàn hay là chúng ta cần phải kiểm tra những cái hỏng hóc hay là như thế nào đó thì chúng ta có thể dùng cái sản phẩm này. Đó. Thì bên mình có rất rất nhiều những cái sản phẩm camera nội soi đường ống. Tuy nhiên là cái sản phẩm này cái sản phẩm to nhất, lớn nhất và nó cũng là cái sợi dây của nó cũng là to nhất nhá. Đó. Chúng ta có thể thấy là cam cũng lớn này, rồi là cái sợi dây cũng lớn luôn. Chỉ có cái hộp là nhỏ thôi. Còn cam và dây của nó có cả bánh xe nhá. Cái này có rất là nhiều cái tính năng khác nhau và bây giờ mình sẽ đi dần dần từ từ. Sản phẩm này mang cái mã hiệu là CNS0799DV của TTI Hàn Quốc nhá. TTI chính hãng Hàn Quốc thì là bên mình có rất là nhiều các cái camera nội soi của TTI rồi. Thì đây là một trong những cái camera nội soi như thế. Bên mình là bên cung cấp nhiều nhất ở Việt Nam những cái thiết bị mà nội soi công nghiệp như thế này. Thì thành phần cấu tạo của nó thì gồm có hai phần chính, đó chính là cái cuộn dây này và cái màn hình cộng cái hộp điều khiển này. Đó. Thì bình thường thì nó sẽ có một cái bộ trung tâm nữa, nhưng mà cái bộ trung tâm thì nó sẽ được gắn luôn vào cái cuộn dây và kèm cái camera kia rồi. Cuộn dây này thì có thể tùy chọn nhá, từ 20m đến 100m. Cái này là 80m nhá. Cuộn dây này là 80m. Đây chúng ta có thể thấy này. Cái dây này nó sẽ lớn hơn là những cái dây mà mình đã từng giới thiệu. Đấy, con đường kính của nó sẽ lớn hơn nhá. Và nó được làm từ cái sợi thủy tinh cao cấp nên là nó có cái chống chịu va đập và chống chịu kéo giãn rất là tốt nha. Trong những trường hợp mà chúng ta đẩy vào trong cái đường ống cống ấy thì là nó nhiều khi nó gặp những cái vật cản thì nó làm cho cái dây này nó bị cong lên. Đó. Nhưng mà những cái dây này thì nó cực kỳ chắc chắn rồi. Những cái dây bằng sợi thủy tinh như thế này, nghe như sợi thủy tinh thì nó có vẻ nó không nó mỏng manh, nó dễ đứt, nhưng mà đây là sợi thủy tinh cao cấp nhá. Nên là nó có độ bền cực kỳ cao. Đấy, lát nữa thì mình sẽ thử kéo ra kéo vào cho mọi người xem. Thêm một điều nữa quan trọng ở đây là nó cái này nó có bánh xe nhá. Thì chúng ta với cái một khối lượng khổng lồ như thế này thì chúng ta bắt buộc phải dùng bánh xe. Phụ kiện của cái CNS0799DV thì gồm có là chúng ta sẽ có một cái pin này. Đây. Đây là pin này có hai đầu nhá. Thì chúng ta có thể vừa sạc mà vừa sử dụng được. Đây, hai đầu này giống nhau. Chúng ta có thể vừa cắm sạc và vừa cắm cái màn hình kia. Đấy. Thì chỉ cần cắm cái màn hình vào cái cuộn pin này thì chúng ta sẽ sử dụng được cả màn hình và cả cái cam kia nhá. Từ camera sẽ dẫn truyền tín hiệu qua cái dây lò xo này nhá. Đấy, thì sẽ vào cái màn hình kia. Và cái màn hình kia thì chịu trách nhiệm là điều khiển và ghi hình, lưu hình. Đây là cái sạc của nó này. Đây là cái điều khiển nhá. Đấy, chúng ta có thể điều khiển bật tắt này hoặc là điều khiển cái ánh sáng của cái camera nhé. Chúng ta có thể tăng giảm cái độ sáng của camera, tăng ở đây và giảm ở đây. Đó. Còn đây là cái định tâm nhá. Cái định tâm này như thế nào? Tức là ví dụ như những cái ống nó lớn thì ví dụ như cái camera nó vào thì nó sẽ bị trúc xuống. Thì chúng ta cần phải có một cái định tâm như thế này để cái camera nó luôn ở cái vị trí trung tâm. Và nó cũng chống xước cái camera tốt hơn. Ví dụ như là gặp gạch hay gặp đá hay là gặp cái gì cát thì nó sẽ dễ bị xước cái đầu camera. Thì lâu ngày nó sẽ có thể nó bị xước, nó sẽ bị làm mờ camera đi. Thì chúng ta cho cái định tâm này vào, hạn chế một cách tối đa nhé. Thì cái này nó có đường kính là nếu mà chúng ta bỏ ba cái cục lăn này ra thì nó sẽ có đường kính là 10cm. Còn nếu mà chúng ta nắp vào như này thì chúng ta sẽ có là đường kính là 15cm nhé. Tức là cái đợt thành ống của nó là 15cm thì trở lên nhé thì sẽ được. Đó. Ví dụ như chúng ta cần cái đường ống nó rộng hơn thì chúng ta có thể vặn xa một chút như này, 16-17 chẳng hạn đấy. Đó. Và trên này nó có cái con lăn này nhá. Con lăn ở trên đây này. Đấy, con lăn trên đây. Thì chúng ta sẽ đi vào đường ống một cách rất là thoải mái luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thử kết nối và thử bật cái màn hình lên như thế nào nhá. Đây chúng ta sẽ cắm vào đây. Bật lên nhá. Đó, màn hình nó đã lên rồi. Thì quay qua cái điện thoại này nó sẽ màn hình nó sẽ mờ và nó tối.
Thì lát nữa thì mình sẽ cho mọi người xem cái hình ảnh ở trên thẻ nhớ, nó cực kỳ sắc nét luôn nhá. Thực ra là có khá nhiều cái sản phẩm mà nó giống giống như thế này, nhưng mà nó khác ở cái khung của cái sản phẩm thôi. Cái khung sản phẩm của cái này thì nó là cái khung lớn và nó có kèm theo cả bánh xe, và cái dây camera nó cũng khác, nó chỉ khác như thế thôi, chứ còn nó vẫn là một cái phiên bản phóng phóng đại của những cái sản phẩm trước đây mình đã từng giới thiệu nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ xét kỹ hơn về cái phần camera và cái dây này nhá. Ở đây có một cái hệ thống được gọi là cái hệ thống dòng dọc này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là đưa ra đưa vào rất là dễ dàng nhá. Đấy, đưa ra đưa vào. Và nó có cái con lăn này. Cái con lăn này thì có khả năng là đếm số mét nhá. Cái con lăn này nó sẽ quay và nó đếm số mét là chúng ta đã rút ra được bao nhiêu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái phím clear. Khi chúng ta ấn vào cái phím clear trên màn hình thì nó sẽ về cái vạch không luôn nhá. Cái chức năng clear này rất là hay nhá. Ví dụ như là khi chúng ta rút ra được một đoạn và bây giờ mới bắt đầu là muốn là tính từ không thì cho nó dễ tính, thì chúng ta sẽ ấn cái phím clear đấy thì cái giá trị nó sẽ về không. Đấy, thì nó sẽ bắt đầu đo từ cái điểm đấy. Đấy. Ví dụ mình không muốn ở từ ở đây là không nữa mà mình muốn ở đây là không, hoặc là mình muốn ở tít thì trên đây là không, thì lúc đấy mình sẽ bấm ở cái trên màn hình và nó sẽ về không nhá. Nó rất là nhẹ nó nhá. Chả cần quay, chả cần rút ra, nó sẽ tự ra này. Đấy, nó tự ra luôn. Rút rất là nhẹ luôn. Hầu như là không cần cái tác dụng lực gì cả. Vì cái này nó sợi dây này nó rất là cứng, nó đã tạo một cái xung lực rồi. Đó. Nó đã tự trôi ra rồi. Đấy, tự trôi vào luôn. Đấy, không cần phải kéo gì cả. Còn muốn cho vào thì chúng ta chỉ việc đẩy như này thôi. Đó, chỉ việc đẩy rất là nhẹ nhàng. Tính ra là cái này có cái hệ thống dòng dọc này thì nó còn nhẹ nhàng hơn cả những cái sản phẩm mà chúng ta phải đẩy bằng tay vào. Có cái dòng dọc này nó sẽ đẩy rất là nhẹ nhàng luôn. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái thay đổi số mét ở trên này. Đây, khi chúng ta quay nhá. Khi chúng ta quay thì nó sẽ thay đổi cái số mét ở trên này. Đấy, 0.75 này, 0.82 này. Đó. Rất là hay luôn. Và khi chúng ta cần phải muốn tính cái điểm này là cái điểm 0 thì chúng ta ấn cái clear này. Đấy, nó sẽ về 0 nhá. Đấy, rất là hay luôn. Lát nữa thì mình sẽ cho mọi người xem cái clip ở trên thẻ nhớ thì nó sẽ nét hơn rất là nhiều. Đây, và cái này nó có thể chụm như thế này vào thì để chúng ta có thể chắn nắng nhá. Những cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ phải đi ra ngoài trời và thao tác ở ngoài công trường, nên là chúng ta tiếp xúc với rất nhiều ánh nắng, nên là nó màn hình nó khá là chói, nên là chúng ta sẽ dùng những cái tấm chắn như thế này thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đó. Đây, chúng ta xem xét qua cái sản phẩm nhá. Rất là hay luôn. Sợi dây này cực kỳ cứng luôn nhá. Chúng ta có thể bẻ như thế này cũng không gãy được. Không bao giờ gãy được. Cực kỳ cứng luôn. Thế này thì nó mới có thể đẩy được vào bên trong cái đường ống nhá. Đây là hệ thống dòng dọc nhá. Đó. Và chúng ta sẽ lắp cái dây vào đây. Bây giờ mình sẽ xoay thử sang bên này. Đây là cái hệ thống dòng dọc của nó nhá. Đó, rất là xịn luôn. Đây là cái camera siêu to khổng lồ của cái sản phẩm CNS0799 này nhá. Với cái đường kính là 50mm thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng cho những cái đường ống trên 50mm thôi nhá. Đây, và nó có 4 cái đèn nép này. Đó, siêu to khổng lồ luôn. Với cái tiêu chuẩn IP68 thì cái này nó chống thấm nước thoải mái nhá, dùng nước thoải mái luôn. Thì dĩ nhiên rồi, những cái camera này chuyên sử dụng cho những cái cấp thoát nước này thì nó phải chống thấm nước rồi. Và bây giờ sẽ là thời khắc mọi người mong chờ nhất, đó chính là cho cái camera nội soi này vào một cái đường ống để chúng ta test thử xem là nó độ sắc nét của nó như thế nào nhé. Nhấn Enter để có thể quay nhé. Quay và chúng ta sẽ cho vào trong cái thành ống này. Và cái hình ảnh mà bên tay phải của quý vị đó chính là cái hình ảnh trên thẻ nhớ. Nét từng nét chữ luôn. Quý vị có thể thấy là khi chúng ta kéo cái cuộn dây ra thì cái số mét của nó cũng nhảy nhá. Độ chi tiết của nó sau số phẩy là hai chữ số. Ví dụ như là 0.82m này, 0.82, 0.83 này. Tức là độ chính xác của nó lên đến cm. Và khi đến cái đầu cút kia chúng ta có thể nhìn thấy từng cái chấm ở trên cái cút kia. Cực kỳ rõ ràng, màu sắc nên rất là tốt, đọc được từng chữ luôn. Quá là nét luôn. Chúng ta sẽ ấn Enter để kết thúc cái video này. Và để mua tất cả những sản phẩm camera nội soi đường ống thì mọi người có thể lên trang điện tử thể thắng.com vào mục camera nội soi đường ống, hoặc là gọi về hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên mình sẽ tư vấn tận tình và gửi hàng về tận nhà cho mọi người. Những sản phẩm này thì đường được bán dự án, và những cái dự án về những cái cấp thoát nước thì bên mình đều có thầu nhé. Nếu mà nhà máy nước nào có nhu cầu, hoặc là những cái bên đơn vị nào cần phải sửa chữa ống cống hay như thế nào thì chúng ta có thể mua cái sản phẩm này.
Vâng rồi, video clip đã khá là dài. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi cho đến giờ phút này. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh thì mỗi lần Điện tử Thái Thắng ra clip mới sẽ báo về ngay điện thoại cho mọi người. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.